xin chào tất cả mọi người đang xem video ngày hôm nay của Trang. Và hôm nay Trang lại review xe Winner cho mọi người đây mọi người ơi. Thì bên cạnh Trang là một dòng xe Winner, dòng xe tay côn của bên nhà Honda nha. Một dòng xe mà cực kỳ là hot trong thời gian hiện nay. Là có nhiều cửa hàng là đã hết màu rồi á mọi người, chỉ còn duy nhất màu đỏ thôi. Nhưng mà riêng bên Trang nha, là có đầy đủ tất cả màu sắc cho mọi người. V2, V3 là bên Trang là bao hết mọi người ơi. Bao cả cái bình dương này luôn nha. Thì đây chính là em xe Winner đen vàng đồng V3 mới nhất, kiểu dáng thể thao cực kỳ là hot và cháy hàng trong thời gian gần đây. Và hôm qua thì bên Trang là cũng có khách mới vào dình em này tối qua luôn, lúc 9 giờ tối luôn. Và bên Trang lại mới lấy một con khác về trưng cho mọi người tham khảo luôn đây mọi người. Và đi sơ lược qua con xe này thì đây mọi người thấy chưa? Về cái bóng đèn thiết kế hai bên nha, nó trải dài từ dưới này, từ để phần giữa lên trên này, cực kỳ là đẹp nha, bắt mắt. Và nó được trang bị hệ thống phanh là ABS này, giúp cho mọi người đi an toàn hơn. Và nhiên liệu của nó nha, chỉ có tốn là 1.9 trên 100 km thôi mọi người. Đi phượt, đi chơi là bao đã luôn nha. Và đối với dòng xe này thì màu sắc nó cực kỳ là đa dạng luôn. Đây là đen vàng đồng này, bên kia là màu đỏ và màu trắng bóng nha. Đây là ba cái màu cơ bản nha, bên Trang cũng có nhận sơn 3D cho mọi người luôn. Được trang bị khóa thông minh Smart Key luôn này mọi người, cho mọi người là cực kỳ là tiện khi giao thông trên đường. Nó không có rườm rà, chìa khóa tùm lum tùm la. Và có cúc sạc điện thoại luôn nha mọi người. Đây bên đây, đây có cúc sạc luôn nha mọi người. Về mặt đồng hồ thì được trang bị đồng hồ LCD này, hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật cho mọi người luôn. Màu sắc về mặt đồng hồ thì cực kỳ là mới mẻ và tươi mới ha. Kiểu dáng thì cực kỳ là thể thao này, hiện đại này, giúp cho mọi người mà ngồi lên con xe này cảm giác là rất là sang chảnh đó mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Và như giá xe bây giờ thì như Trang báo thì chỉ có từ là 35.500.000 thôi. V3 đời mới 2023 luôn, bao gồm thuế VAT 100% cho mọi người luôn nha. Chỉ 35.500.000 thôi mọi người. Góp thì chỉ cần là đưa trước tầm 4-5 triệu là họ lên hồ sơ góp bình thường rồi. Về giấy tờ thì mọi người chỉ cần đưa Trang là cái căn cước công dân, chứng minh, bằng lái, bảo hiểm y tế là Trang hỗ trợ cho mọi người lên hồ sơ góp. Và đây cũng là một dòng Winner nữa. Và bên Trang như Trang bảo là có cả Winner V2 và V3 cho mọi người lựa chọn luôn nha. Đây là phiên bản V2 này, màu đỏ bóng và màu đen bóng là bên Trang có tại cửa hàng luôn. Và cái con ở giữa đây là màu tím á mọi người, màu tím mộng mơ á, là màu này là bên Trang sơn 3D cho mọi người rồi. Cái này là khách đặt thì bên Trang sơn nha. Mọi người cứ liên hệ và gửi ảnh qua Zalo là Trang hỗ trợ sơn lên màu, chỉ từ 1 đến 2 ngày là mọi người lên cửa hàng và lấy xe luôn. Nếu mà V2 thì nó vẫn được trang bị là từ phiên bản tiêu chuẩn thì nó vẫn là khóa chìa, nhưng mà từ phiên bản đặc biệt và thể thao trở lên là nó sẽ là khóa thông minh Smart Key như V3 luôn. Giá thì nó cũng cực kỳ là mềm thôi, nó chỉ từ là 35 triệu trở lên thôi á mọi người. Đối với hai dòng này thì Trang thấy là đa phần là nhiều cửa hàng đã hết màu rồi mọi người, chỉ còn có màu đỏ nhám thôi. Nhưng mà bên Trang là bao trọn gói luôn, còn nhìn rất là nhiều màu nha. Ví dụ mọi người mua xe mà có liên hệ trước thì Trang có hỗ trợ thêm cho mọi người là vài trăm ngàn tiền xăng xe đi lại, combo quà 2 triệu đồng cho mọi người, hỗ trợ góp lãi suất 0% đối với khách hàng góp qua thẻ tín dụng ha. Bên Trang có liên hệ liên kết với sàn Tiki và Sen Đỏ. Mọi người muốn hỗ trợ hai sàn này thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Trang, Trang hỗ trợ tư vấn từng gói góp cho mọi người luôn. Còn nếu mà góp qua ngân hàng bình thường, mọi người không có xài thẻ tín dụng thì góp qua ngân hàng bên Trang hỗ trợ liên kết 5 ngân hàng trực tiếp tại cửa hàng luôn. Cái này là Trang sẽ hỗ trợ cho mọi người là lên đối với cái ngân hàng nào mà nó phù hợp với thu nhập hàng tháng của mình cho nó ổn định và mọi người có thể thoải mái chi tiêu hơn ha. Và hiện tại là Trang đang đứng cửa hàng có địa chỉ là 359 khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, bên cạnh chợ Nhật Phi luôn mọi người. Nếu mà mọi người có cận kề bên đây thì ghé qua cho Trang sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Liên hệ trước thì Trang có hỗ giảm cho mọi người tầm 500 đến 1 triệu trực tiếp vào xe, combo quà 2 triệu đồng cho mọi người đầy đủ và vài trăm ngàn tiền xăng xe đi lại. Và video của Trang đến đây là hết. Bây giờ xin chào mọi người.